Cũng có một cái như vậy nè ông Năm, thì trên bầu trời thì có xuất hiện một cái thiền mà Bát Nhã đó, thì nó gành gạnh luôn đó, thì con cũng không biết như thế nào, thì mong ông Năm chia sẻ nói cho mọi người nghe quý do làm sao mà Năm Thìn này nó nhiều cái biến chuyển quá ông Năm. Rồi ông Năm thấy xong Năm nói vậy Dạ. để đáp lời của con cháu hỏi, thấy không? Giờ ông Năm nói giờ cái năm nay Năm Thìn ha, thì có nói cái vừa qua là nói mấy chục năm luôn chứ không ai mới nói đây, thấy không? Dạ. Là đúng là cái năm nay là cái năm Thìn, cuối năm chúng sanh phải lo vận chuyển, thấy không? Là thầy có nói rồi. Nhưng bây giờ con thấy ở trên trời xuất hiện là cái nơi qua cái thiền Bát Nhã. Thiền Bát Nhã đó là nơi qua của ân trên của thầy, mà nhưng thầy cũng ra thấy cái chuyện thầy nào, thầy cho chúng sanh biết cái đó đó là cái nhiệm màu để mà con cháu các nam nữ gái trai hai hàng trên non dưới thế, là trên non dưới thế để mà lo tinh tấn tu hành nào, đặng mà mau mau đặng mà kiếp kiếp để trở về gặp thầy tổ mẹ cha đàng hoàng. Chứ còn những cái đời này ông Năm nói là từ từ đây tới cuối năm nay mà quan năm nó đi tới 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 hoài, con năm nay gì quan năm khác, tháng này nó gì tháng sau nó khác, nó con chứ không phải là gì không nha. Đời là đời sinh nhân chuyển mưa gió, là cũng như là thầy có nói mưa gió sái mùa sái tiết đã có rồi đó, bây giờ thì sái rồi đó. Đó, nắng cùng mưa chẳng khác chưa rồi, rồi giờ nói chung là cái màu trời nó cũng khác nha, cái màu trời nó khác luôn. Cái con đợi qua con đó, khiến cái màu trời đã ứng điềm khác nữa, bây giờ từ đây thiên trở về sau nó còn nữa con, đi cái tuyết đi tới đây tới tháng cuối cái năm nay luôn đó. Đây là ông Năm nói á, là những cái màu trời khi nghe về nhiều khi con nhòm nửa đêm nửa hôm ai ngủ không ta, con nhòm cái màu trời nó khác lạ lắm, chứ không phải như hồi xưa đâu, nó khác lắm. Giờ ông Năm nói con cháu đi trên cái đường này ai cũng phải có cái đời, cũng có cái nhân, thấy không? Dạ. Con mới đi được, không có cái nhân sao con đi được đó. Cũng như trước con là cha mẹ sanh ra thử là cũng như cái đời thiên nó khổ có khó cái khăn, những cái gì con cũng trải qua hết rồi, rồi cái việc đời cũng vậy, bây giờ nó cũng trải qua rồi đó con đó, trải từ 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 nó phải đi tới. Bây giờ con nhìn kỹ thì cái núi non hồi xưa không anh thấy không, hì hì nha, nhưng bây giờ cả năm nay rồi gục không có đi nữa, mà linh căn cũng trở về bớt rồi, không có ở, có cái căn tu đủ sức đủ tài ra tay cứu thế mới còn ở thôi, chứ còn hai lơ ấy gì hết trơn con, kêu gì hết vừa gom gì hết trơn rồi đó. Bây giờ cũng như hồi Năm nói đông tây nam bắc các linh căn nào có thì nơi qua ta phải về đó, quốc độ nào nơi qua trở về quốc độ đó, thầy có kêu mà ha. Còn nhưng thầy nói cái câu nói thế này nói qua là nếu mà thầy nói tới mà không thầy không nói lui á thì chúng sanh á dục theo tà hết, Dạ. phải không? Ông Năm nói nha, thầy nói tới là đừng nên đi coi bói, đừng nên là tin theo những cái linh tính, là theo là cái tâm linh đó, thì nơi qua thầy có nói vậy mà nhưng thầy phải đáp trả lại, phải không? Là cái nơi qua là quốc độ nào thầy cho trở về quốc độ đó. Cũng như ông Năm nè, Dạ. ông Năm tu đó là nói qua thành công, cũng như ông Năm học thành tài đó, ông Năm mới trở về mượn xác con gái, ông Năm mượn xác trong gia nữa, cháu có nè, ông bà ha, chú có hết, cậu có luôn mà ông Năm mượn được, ông Năm lộn trở về phải mượn xác con gái, bị cái kiếp thì nhân nhỏ này nó có căn tu sẵn, mà những cái nghiệp nó phải trả nha, ông Năm nó phải có nghiệp nó phải trả, cái nghiệp nó phải trả như thế, nó có căn bệnh qua rồi, nhưng bây giờ phải nói chung là cái nghiệp nó phải nó trả là chưa hết, mà nhưng nó đâu có ngủ được, nó đâu có đi không mà nó ngủ được, đau phải nhồi căn nhồi quả, cũng như các gì cái con cháu đi giờ nếu mang cái gì chăng đi nữa con phải nhồi cho nó nhuyễn đó con mới nên hình, chứ con không nhồi cũng như con thợ con cắt cái cây phải không, con không bào không gọt không làm sao con nên đó, bây giờ phải bào gọt, bây giờ hiện bây giờ chúng sanh phải bào gọt chúng sanh đó. Cái đường đi nước bước những cái đời gì thấy cái ăn cái nói cũng vậy trên cái nhân cái quả gì nó đầy đủ hết trơn, cái kiếp này trong cái màn này là ông nói từ đây tới cuối cái trong cái hảo quân này là khó mà kể, không có kể nổi đâu. Giờ đời đã rồi đi nắng rồi ổng mưa ổng bão gió,
gì chứ nhờ, những người đổ mặt xin tên đó nha. Mà ông Năm nằm năm nay á, là ông Năm về 20 mấy năm rồi. Ông Năm thấy sao thì ông Năm làm gì. Ông Năm bệnh đó, ông Năm chỉ được, ông Năm chỉ cho đi. Đó. Thì những ông Năm chỉ bệnh là toàn là cái bệnh cơ bằng, không có tả được con. Chết rồi, thấy không? Mà ông Năm không chết. Không phải là ông Năm tiên tri, mà nhưng tụi cái căn người ta bệnh gì chứ chưa tới số. Thấy không? Là nói qua thời buổi giờ, ông Năm nhắc cho con rồng cháu tiên. Đó. Từ đây thiên trở về sau. Đó. Kiếp kiếp. Đó. Là sửa tâm, sửa tánh. Đặng cái đạo làm người. Thiệt người mới là thương người. Không thiệt người là không có thương người con. Thiệt người. Mà giờ khó kiếm à. Khó kiếm à con. 1.000 người á. Chỉ nói chung là được có 5 người thôi. Không có nhiều đâu con. Đó. Còn muốn ngàn đó là được chuyển tâm. Đó. Thế hay lọc, phải lừa. Phải xây, phải chuyển. Đó. Rồi cho con, cháu. Cái đời khi nữa biết. Đời bây giờ con ra đường coi. Con nhìn đi. Tự mình nhìn. Thằng này nha. Có cái nó cũng có căng. Với cái thằng cao cao ở mớm đó. Nó có cái căng. Mà nhưng cái khẩu nó mới nói vậy à. 10 mà nó mới nói 5 thôi, chứ chưa nói được 10 con. Còn con bây giờ nhìn cũng như 10 phần á, con chỉ sáng là được mới có 4 thôi, thấy không? Con còn 6 nữa. Chừng nào mà cái gốc gác của con là đi học cho thành tài, thấy không? Rồi nói qua mới trở về con cháu. Đó, khỏi hồi xưa là khai khẩu. Ông Năm về đâu có khai khẩu. Ông Năm chỉ về là ông Năm về luôn. Ông Năm không khai khẩu. Còn mượn khai khẩu là còn lĩnh người ta. Còn ông Năm về học sức đủ sức đủ tài. Gà tài cứu thế. Những cái linh căn tự tìm tới ông Năm luôn. Mà như nói là để chi lực để đau lưng mà để là cứu đời. Mà như nói ông tiên ông thánh những cái mấy cái ông nào đâu không à, chứ không có nói là cái nơi qua cái hồn của ai mà để gì nơi có xác này, đâu có dám. Thấy không? Mà như dám nói thượng thì dám nói được. Bởi vì cái người sống cũng giọng lử mà cái người mất cái hồn cũng giọng lử đó nha. Sau này nó trở về gom về nó trong các vị thiên linh căn như không ấy là nhập về một cái là không bao giờ còn hồn nào luôn. Cho con biết. Ra cho cái bụi luôn đó. Còn như ông Năm học đây là ông Năm học hồi trước giải phóng. Giải phóng rồi là nôi qua khoảng 10 năm. Phải không? Ông Năm mới thành công kết quả. Ông Năm mới trở về con. Đó. Là ông Năm mới đổ đời. Đó. Mà đổ đời ông Năm không có vẽ chữ bùa nào cho chúng sanh uống đâu. Ông Năm chỉ biết cái niệm Phật chư thần. Bấy thầy có dạy mình à, phải không? Đó là nơi qua gác mà niệm Phật cái giấy vàng xé nhỏ giấy thần độ vô, phải không? Đó, thì mình giấy vàng xé nhỏ mà ông Năm chỉ bằng nước lã không. Đó. Mà nhưng ông Năm nơi qua giữ là như cái ông Năm nói cái con những cái tà đó ông Năm gặt cái nhánh này. Đó, ông Năm chỉ bạc công gì thôi, như cái trái tim. Ông Năm chồng vô những cái người đó là đó đi ông Năm đi trước. Đi xem sao. Đó, là vô là hỏi ông Năm hỏi ở đâu? Đó, nếu tu thì ông Năm đưa tu. Còn những cái người nói qua vậy, nói cái nhiều người lại tới nói thôi giờ bắt, hồi xưa là bắt bỏ vô hũ, vô lu rồi, giờ không có đâu con, không có lĩnh đó nữa, không có nhốt người ta. Đó, mà nhưng nói chung 100 cái hồn, đến ông Năm là ông Năm xử tiêu chỉ một hồn thôi, 99 hồn ông Năm thả. Hỏi tại sao vậy? Người ta nói đâu phải mỗi người một xử tiêu cũng như là, nhưng bây giờ cái màn này con thấy không? Những cái màn này của mấy ông mở ra, nè, tù gì nó cũng vẫn có hết, ông Năm nói cho con biết chưa, nhốt với đầy luôn, thấy không? Mà nhưng mấy ông này phải nói có phải có cái ngày để xả xả bớt là làm tốt quá phải xả bớt con. Còn như cái chuyện nhân đây trong đạo hạnh tu hành này cũng vậy đó, mình phải làm lành mà lánh dữ, mà thiệt người mới gọi là bằng thương người. Mà nhưng ông Năm thấy bây giờ thiệt thì ít đó, cái dối thì nhiều đó. Mà nhưng con giờ con đi dài ra đường những bất cứ ra những đường trường gì nào con thấy là nơi ma quỷ ồn ào người ta ít lắm. Như con nơi qua cũng như cái kiếp hình như con đi tự như hồi đó cha mẹ con sanh con ba cao về tới con biết ăn biết nói biết chuyện nó lớn chút nữa con sắp đến trường là cô thầy dạy cho con ăn học đó. Bây giờ con đã lên người mà nhưng ai cũng vậy, con có duyên đứng lên khi nam nữ gì, giờ có chồng có vợ mình trong cái kiếp nha. Cái nhà thằng này cũng như làm quan, thằng này sao không làm quan, học một lượt mà sao không làm quan, phải không? Cũng nơi qua cái nơi qua, cũng nơi qua trong cái sự là cũng như cái này mày lo ăn học nó cao siêu hơn, còn thằng này nó cũng lo học mà tại sao nó thấp, mày cái chữ tính mà nó cao, còn thầy cái chữ tính không có, phải không? Ông Năm học đạo cũng vậy thôi, nó cũng như lên nói ông Năm học rồi đó, ông Năm học tới mà nó cậu á, chứ ông Năm đâu học đây đâu, nó sau này nó đó là ông Năm mấy bình tâm á, ông Năm mới về trên núi. Bây giờ nó điểm trên núi, núi nào, cái chỗ nào là ông Năm biết hết trơn luôn. Dạ. Đó, chứ phải là không biết. Mà nhưng bây giờ ông Năm về chảnh nha, giờ vắng lắm con. Vắng.
dặn dữ lắm dặn. Mà ông Năm cho con hỏi cái này ông Năm, vì sao á mà những cái gì mà người ta giống như là người ta đã đạt tới cái mức độ mà tu tập rồi đó thì người ta lại chọn cái núi ông Cấm mình á là để ngự ở trên đó mà không có chọn những cái núi khác đó, ông Năm? Thì ông Năm nói cho con nghe, cũng như ta học bất cứ cũng như cái núi Cấm cho nên ta không học. Dạ. Mà như ta học Đông, học Tây, học Nam, phải không? Đó, học Bắc rồi dường như bốn cái trong cái điều hợp đó là nhân ta học là được ba cái điểm kia. Bây giờ ta chở gì đây là cái Nam, là cái phía này là núi ông Cấm. Núi ông Cấm là chánh con, chánh chánh luôn. Nửa sau này các vị nơi qua là vừa ngay chân trên chỗ cái núi ông Cấm là cái điện Bù Hông. Yeah. Nơi qua chuyện là tập nơi qua về cái nơi qua cái điện 13, sau này nơi dưới cái chùa Phật lớn đó. Yeah. Là sau này các cái ta gom gì hết trơn đó, gom gì đó sau này mới cái linh hồn nó mới chở về qua cái sân, cô biết cái sân tiên núi Cấm mà. Dạ. Phải không? Cho đó là nó đủ chân dữ thôi. Mày gõ cái phun phun cái bằng bưng cái nhà mình luôn. Mênh mông luôn. Nửa sau này cái đó là cũng như đình dằn mà để gì tiếng ba tiếng sóng đổ đó. Con biết thầy nói mà. Ngút cùng lên là vàng, bạc, châu, báu rồi đủ cái nguyên nhân đó hết trơn là hết trơn cái sân tiên đó. Dạ. Bây giờ tôi người nào tu hay cũng ông Năm đó cũng là ngoài núi cậu chứ đâu, mà ông Năm về cũng gì chết nữa đó là đi từ nơi qua lớn thiên nhất đầu tiên á. Bởi vì trong khi năm nay chuyện nó có chuyện đi đi bộ quá, toàn lên lên xe xuống ngựa không, con lên xe xuống ngựa được cái gì, lên đó mình lên trên đó dưới này mình lên đó để mình tu, mà trên đó nó không có tu, nó danh lợi không à, không có tu nữa coi. Bây giờ mày đi ngang cái thao nước của nó vậy đi, mày đã mày hồi sinh cho em dưỡng ta, mày phát một cái mày đi cút chạy trong nắm hai nhà đó thì đâu có tu đâu con. Giờ cái núi là ông Năm nó tránh đó. Còn nơi qua chữ là cái cắt rơi qua cái thiên là ông Năm đó, đạo nào là cũng là đạo, cũng là trời lập ra. Điều thứ nhất là nơi qua cái có hai cái ông Năm thấy là hai cái chánh điện là nơi qua cái đạo quả này. Yeah. Thứ nhất. Đạo thứ hai là bên đó là đạo Phật Thánh Tinh Linh đó, là hai điểm đó là đi đầu đó. Đó thì nơi qua thì cũng như ông Năm nói cũng như chỉ là 19 nơi qua 18 nước đây. Yeah. Thấy không, mà nơi qua chữ là nước nào nơi giờ cũng chấm chừng mà chừng tới chừng thi ra cuộc đó mới biết cái nàng này với cái thằng kia. Dạ. Yeah. Thì ông Năm cho con hỏi cái này thì giống như cái hội Long Hoa đó ông Năm. Dạ. Thì là như thế nào ông có thể ông tả lại cho mọi người nghe, tại vì theo cái sự hiểu biết của ông á. Dạ. Sao ông Năm biết cái hội Long Hoa như thế này, là cái hội Long Hoa đó cái cũng như cái trong tiền kiếp mà thầy nói là trong khi thầy ra đó là nó thầy nói là trong vòng 2.000 năm. Dạ. Gán tu đắc đạo vì cứu của quyền, rồi gán tu đắc đạo đừng lẫn sao sau này cái mình vừa xác vừa hồn còn tu đặng mà để mình lên mình dự hội Long Hoa, thấy không? Mà nhưng cái đời này nó qua quá, thầy có nói cái câu nói rồi, thấy không? Tu hoài tu mãi chẳng thấy ai thành, thấy không? Mà bổn đạo thì đông, sao này chở chuồng dông chẳng đầy, là nó thưa nó thớt lắm đó. Nói vô cái trong khi hội Long Hoa như thế này, mình lời hiện qua là ông Năm nói nãy trên cái núi Cấm là nổ lên là vàng bạc rồi cái gì những cái gì dự phẩm là ở trên tiên mình ước gì có đó, là tại nơi qua cái sân tiên núi Cấm. Dạ. Là cái dự hội Long Hoa. Còn nơi qua ông Năm nói bằng thiên là đứng vào cái cung gì là ông Năm về năm nay là hai Tết này nữa là ông Năm 22 năm. 22 năm mà như ông Năm có lập cái lễ là nơi qua cuối năm ông Năm dỗ tổ. Dạ. Là ông Năm kêu các cái linh căn là có cái duyên cái nợ trở về ông Năm, là ông Năm nó không phải đến đây là cái dỗ tổ của ông Năm, là cái thường lệ là ông Năm gọi dỗ tổ dự hội Hoa Đăng. Còn ở trên thì người ta nói thiên thánh là dự hội Long Hoa đó, cái đời hậu quân nó sẽ tới. Còn như chứ con tu con thấy đi, thấy không, thấy kỹ 2.000 năm mà giờ trên 2.000 năm rồi, 2.000 năm mà sao chưa thấy dự hội Long Hoa, đời vẫn chưa tới mà giờ mới tới nè. Mà giờ nói chung là ông Năm nói thế này, cái dự hội Hoa gán mà lo tu tánh hằng mà giờ khó lắm coi. Ông Năm thấy không có ai mà được thiên này chứ. Không phải là ông Năm nguyện biện cho ông Năm, mà hơi là ông Năm nguyện biện cho con, phải không? Thì nơi qua con đi đây là nơi qua cũng cái gì, nơi qua cũng như ông Năm nói chính ngay như thế này. Cũng như bây giờ cái căn nhà con đi đó, bây giờ cũng như thể là con đi này người ta giúp cho con được 100 đồng, phải không? Nên qua con làm cái trong cái xã hội là phải 90 đồng. Con cái gì cái gia đình có 10 đồng chứ,
chứ không là con ấy hết rồi con đi lấy gì có, phải không? Âm nó nói là nó giờ chứ đâu phải là riêng mình con, hay là con làm hết những cái đời trên cái xã hội Long Hoa này, thấy không? Là cái dự là hội Long Hoa này thiên càng ngày thiên càng tới là tu đi đó, tu sao này trở về nè gặp là thầy tổ rồi tiên thánh con gặp đủ hết trơn luôn. Mà đến chừng nào mà thầy trở về mà con nói hồi nãy là cái có cái chiếc thuyền đó, là có chiếc thuyền Long Hoa đó, rồi cái chiếc thuyền nó đi trước rồi từ từ nó qua tới chừng cái ngày mà dân số mà chết như củi rồi, hay là dân số nơi qua là chết chung không kịp là thầy mới thầy mới là thầy mới đi cái con thuyền long mà ở trên á, là thầy thấy là cái đó là tới nha con, tới cái dưới này rồi đó, là thầy chỉ về là cứu cái tín đồ của thầy thôi, chứ còn như tà ma thất quỷ làm sao. Thầy thấy rất là đau lòng, tà ma là cũng chúng sanh mà chứ ai, cũng tạo ra chứ ai, thầy rất là đau lòng làm sao mà cứu được đây đó đó. Rồi đó, còn như các cái như nằm bên cái mẫu mẹ đó, mẹ mới nói hồi trước á mẹ dỗ dành con thơ, dạy con thơ thì nói qua đặng đến ngày đó sau này dự hội Long Hoa trở về gặp gặp mẹ gặp cha đàng hoàng, mà con đâu có nghe mẹ, phải không? Mẹ mới nói qua sự là mẹ mới lánh đi đó, mẹ mới lánh đi từ 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 bây giờ mẹ lánh chẳng thẳng luôn là mẹ duy trì đứng thiền trên cái trái đất quay giờ chúng sanh nè, nực có nè, thấy không? Khó ăn khó ngủ, mưa gió bão bùng bằng cái gì nó cũng không luôn, cái thời tiết nó đã đi tới cái đồng ngân nó sẽ keo kiệt, đời chuyên gia ra mình mang cái gì ra nó cũng không được chứ. Mà đời á, thì có nói là cái câu nói thế này đó, đồ ngoại bang bố thiết ta hoài là từ đây siết 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 hoài tới luôn đó, thì nói qua thì chúng sanh cũng phải chịu mà thôi. Chứ mẹ cho nên thấy như nó là năm nói là mẹ vô trì hoàng mão là cứu nam nữ và mẹ cứu hết, chứ không phải nói riêng là mẹ cứu nữ không đó. Mẹ đứng bên kia kìa, mẹ thấy con á trai gái nam nữ là mắt nạ a tỳ, mẹ buông qua là mẹ mới buông ra chìm nó chìm qua cái phép lực vô vi cứu con, vậy thì qua khỏi thì một dòng là cứu những cái đứa mà có biết, cũng như là chữ là ông năm nói con năm bảy anh em thấy không, nhưng là một đứa nào cho biết giữ cái ngôi thờ, biết nào có hiếu, còn đứa nào mà con mẹ cha đưa ngàn hết ngàn, đưa hai ngàn hết hai ngàn, còn đứa đưa có ngàn mà tại sao nó ăn có chút xíu mà nó chừa lại, thấy không? Thì cái đó biết giữ cái da của ông bà cha mẹ mình, những cái đứa là nó qua nó không biết giữ, cũng như cái trong cái màn này vậy thôi, thấy không? Đó cái màn này nữa là mẹ rồi các vị chư thần nó cha trời thì mẹ đất nó rồi cha Ngọc Hoàng, nhiều khi cha Ngọc Hoàng ngồi á ngồi ghế mà hai hàng nước mắt cha lệ rơi, thấy không? Nó nhiều khi cha muốn là xử tiêu cho rồi mà đâu xử, nó bị cha nóng thì cha phải xử, mà nhưng Phật bà, thấy không? Đâu có cho xử đâu, nó đời chuyên lệ càng ngày không phải càng tới, nó không có lui đâu. Đây là ông năm cho biết này, đây tới cuối năm này, đó ăn Tết không biết ra sao nó có con, có người bán không có người mua, đó thì nó sẽ ta luôn, nó đời chuyên là mãi mãi. Bây giờ chúng sanh phải chịu khổ đó. Lớp nào người nè, như con có nhà ở không nói chi, tại sao cứ nhìn cái người này nhà cao cửa rộng, một người mà nhà nhỏ bé, một người mà không có nhà ở, thấy không? Là cái nơi do thiên là tưởng là cái số kiếp đó, tưởng cái người mà không có nhà ở là ông năm nói không biết không, người đó hồi đó đó người ta giàu lắm luôn, giàu mà nơi cũng như là giàu kêu bằng dữ lắm giàu, mà không có biết giúp đời kiếp này đi lên đó, rồi làm người nô lệ đó, đợi xin bật tắt đường xuống của người ta, là ông năm nói con hiểu không? Chứ còn như còn hồi của nhờ đó còn cũng như ông bà con á là cũng như giàu chỉ mới 50% thôi mà biết cái đức để là cho con cháu, rồi kiếp này con cháu lên để con cháu vừa làm vừa ăn vừa cài vừa cuốc á, để là chính là để cái bản thân mình làm lành, lánh cái điều dữ. Chứ đời xin người ta đó người ta giữ con cũng đâu có hiền, người con cũng có miệng vậy, người ta có miệng phải không, người ta có hai tay con có hai tay đâu có thua người ta, mà nhưng nơi qua mình làm lành đến dữ hay hơn con, làm lành đến dữ hơn. Từ đây thôi ông năm nhắc nhờ xin chúng sanh từ đây bỏ cái thói bụi bồng nha, mà bỏ luôn những cái nghe đời thiên là ham vật chất nha, con thích sách mấy rồi con cũng phải bỏ qua đó. Bây giờ mình có rồi, mình nhà cao cửa rộng ông nói xử phải không, người ta ở một tầng, bây giờ mình có ở hai tầng thì nó mình giàu mình có rồi, bây giờ cũng như ngày nay mình đi nó làm đó đi tới tới mình làm phước, bây giờ mình làm bữa nào 10 đồng, kể như mình bỏ ra 1 đồng
là cái trong cái gì thiên gia đạo của mình, còn 9 đồng mình ra nhà mơ mình làm có 10 đồng nữa chứ là mình không mất đó. Thì từ đây trở về sau âm năm phiên chúng sanh từ đây đứng đi tới tới dáng mà lo tinh tấn tu hành cho đến ngày giai đắc đạo quả, sau này trở về gặp mẹ cha đàng hoàng. Đó, ông trời ổng nhiễu rồi đó. Năm ơi vô, năm ơi vô, năm ơi.